Nói xong, Đức Giêsu cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: "Thật, thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết người nói về ai. Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo: "Hỏi xem thầy muốn nói về ai?" Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: "Thưa thầy, ai vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy." Rồi người chấm một miếng bánh, trao cho Giuđa, con ông Simon Iscariot. Y vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: "Anh làm gì thì làm mau đi." Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao người nói với y như thế. Vì Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y: "Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ", hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó trời đã tối. Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: "Giờ đây Con Người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy, nhưng như Thầy đã nói với người Do Thái: nơi tôi đi, các người không thể đến được. Bây giờ Thầy cũng nói với anh em như vậy." Ông Simon Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được, nhưng sau này anh sẽ đi theo." Ông Phêrô thưa: "Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy." Đức Giêsu đáp: "Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết, gà chưa gáy, anh đã chối Thầy 3 lần. Kính chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay là ngày thứ 3 tuần Thánh. Tôi muốn mời gọi ông bà và anh chị em chúng ta nhìn vào khuôn mặt Giuđa, người phản bội, để chúng ta ý thức về thân phận của mình và chúng ta có một thái độ hoán cải, đừng bao giờ rơi vào con người như con người của Giuđa. Trong tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay thì chúng ta nghe kể về Giuđa là một người phản bội. Trước đó ngày hôm qua thì việc mà Giuđa thấy chị Maria dùng một cái bình dầu thơm quý giá đến 30 đồng bạc, 300 đồng bạc thì Giuđa đã tỏ thái độ bực dọc. Y đã nói với mọi người rằng tại sao không dùng số tiền đó để dành phân phát cho người nghèo mà lại hoang phí như vậy. Và tác giả tin mừng ghi nhận thêm, y nói như vậy không phải vì y thương người nghèo, nhưng mà vì y là thủ quỹ, là giữ túi tiền và là tên thường đánh cắp trong cái số tiền quỹ chung đó. Và hôm nay thì Thánh sự lại kể thêm một chi tiết nữa, đó là khi mà ăn xong miếng bánh mà Chúa Giêsu trao cho thì ma quỷ đã nhập vào lòng Iscariot và y đã bỏ bàn tiệc và đi ra ngoài. Và khi đi ra ngoài đó thì trời tối. Thánh sự dùng hình ảnh bầu trời tối, tối của màn đêm, tối của không gian, và đó cũng là một cái sự tối tăm trong lòng người Giuđa, người phản bội này. Giuđa đã theo Thầy 3 năm trời, chứng kiến những quyền năng của Thầy,
Nhưng mà y đã không tin vào ơn cứu độ, ơn giải thoát nơi Giêsu Kitô, không chấp nhận con đường thập giá mà Đức Giêsu Kitô đi, và y từ chối, từ khước con đường cứu độ này. Y muốn Đức Kitô cứu độ bằng một cái con đường của thế gian, như ma quỷ đã từng cám dỗ Chúa Giêsu: nếu ông quỳ trước tôi thì tất cả thế giới này sẽ thuộc về ông. Và Giuđa đã rơi vào cái cơn cám dỗ này. Ông, chúng ta biết, là một cái thuộc nhóm phái là nhiệt thành cách mạng, muốn nổi lên dùng bạo lực vũ trang để đánh quân Roma ra khỏi vương quốc của mình, để khôi phục lại Israel bằng con đường của tranh đấu và bạo lực. Nhưng đó không phải là con đường của Đức Giêsu đi. Và nhiều người thì lại cho rằng Giuđa đã đẩy Đức Giêsu Kitô đến tận cùng của ngõ ngách này, để cho Chúa Giêsu Kitô dùng quyền lực, sức mạnh, quyền năng từ trời để mà chiến đấu, bảo vệ theo cách nghĩ của y, chứ không phải là con đường tự hủy, con đường vâng phục, con đường tuân theo thánh ý cha như Giêsu Kitô đã đi. Và bởi vì cái nỗi thất vọng quá lớn trong lòng của Giuđa và cái cơn cám dỗ mà ma quỷ đã giăng ra cho Chúa Giêsu, nhưng Ngài đã vượt qua, thì Giuđa đã rơi vào và đã bán mình cho ma quỷ và đã trở thành một kẻ phản bội, từ khước ơn cứu độ của Chúa. Suy nghĩ điều này để chúng ta cảnh tỉnh mình, đừng bao giờ đặt ý chí của mình, đừng bao giờ xem ý chí của mình thay cho ý của Chúa. Cái cách hành xử của mình hành xử theo cái coi như là ý chí hùng bá của mình, mà khước từ đi cái ý định của Thiên Chúa. Xin Chúa ban ơn để chúng ta thức tỉnh điều này trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta biết chấp nhận con đường thập giá, con đường cứu độ mà Giêsu Kitô đi là con đường vâng phục thánh ý cha, con đường của thập giá đau khổ thì mới đến vinh quang. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho đời sống của chúng ta. Amen.